Lại bị bạn trai cũ nhắm đến rồi. Tác giả Quốc Miêu Kaka. Chương 59. Đừng ép tôi. Dương Gia Lập cực kỳ áy náy. Nếu không phải vì cậu, Diệp Đình cũng không điên đến mức như vậy. Bà đâu cắn đó. Cậu đứng dậy, trịnh trọng cúi người. Anh Hải, vì chuyện này của tôi mà liên lụy đến nhiều người như vậy, thật xin lỗi. Triệu Hướng Hải xua tay bảo cậu ngồi xuống. Cũng không phải hoàn toàn là vì cậu. Tôi và Diệp Đình vốn dĩ cũng không biết nên đối phó nhau như thế nào. Cho dù không có cậu, tôi và hắn cũng sẽ vì cạnh tranh lợi ích của các hạng mục mà đối đầu. Cậu nghĩ thoáng một chút đi. Dương Gia Lập vẫn không khỏi chột dạ. Triệu Hướng Hải nhấp một ngụm trà, hầu kết khẽ nhúc nhích, biểu tình như đang suy tư điều gì. Sau một lúc lâu, anh đặt chén trà xuống, nhẹ giọng hỏi. Nếu lại có thêm một cơ hội nữa, cậu có còn muốn trốn không? Ánh mắt Dương Gia Lập sáng lên, không chút do dự gật đầu. Triệu Hướng Hải cười, ngón tay điểm nhẹ lên mặt bàn. Trả lời thật đúng là dứt khoát. Thật ra tôi nghe nói lúc không có ai, Diệp Đình đối xử với cậu cũng không tệ. Vì chuyện cậu bị bệnh, hắn còn mời mấy chuyên gia uy tín đã về hưu của trung tâm bệnh viện để hỗ trợ làm trị liệu tâm lý cho cậu. Sao vậy? Cậu vậy mà lại chán ghét hắn? Không phải là chán ghét. Triệu Hướng Hải nhướng mày, quay ra có chút hứng thú bát quái, hỏi. Vậy thì là vì cái gì? Dương Gia Lập im lặng một lúc lâu, cậu cúi đầu, trầm mặc một hồi mới rầu rĩ mà nói. Anh Hải, không có người nào hy vọng làm vật cưng của người khác cả. Diệp Đình quá cố chấp, quá tính toán. Tôi là một sự không cam lòng của hắn. Cho nên hắn muốn bắt tôi đem về, giam cầm ở nơi mà hắn có thể kiểm soát được. Tôi không thể chịu đựng được sự điên cuồng này của hắn, cũng như không chấp nhận trở thành thứ bị hắn khống chế và chiếm đoạt. Tôi không muốn cả đời bị đùa bỡn trong lòng bàn tay của người khác. Hiện giờ hắn đối với tôi còn có chút tình cảm, nhưng mà nếu đến một ngày nào đó hắn hoàn toàn thỏa mãn, tôi giống như món đồ chơi mà hắn chơi đã chán rồi, lúc đó kết cục của tôi sẽ như thế nào đây? Dương Gia Lập nghĩ tới hình ảnh Vương Dương bị dập đầu xuống đất mà rùng mình. Ngón tay Triệu Hướng Hải đang điểm nhẹ trên bàn dừng lại. Một lúc lâu sau, anh thở dài. Vậy được, tôi có thể giúp cậu một lần nữa. Ánh mắt Dương Gia Lập sáng lên, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi, trong mắt đã hiện ra vài phần lo lắng. Đương nhiên Triệu Hướng Hải hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ đến điều gì. Anh cười, khoát khoát tay, nói. Cậu không cần lo lắng sẽ liên lụy cho tôi. Thế lực của Diệp Đình đúng là lớn mạnh, nhưng mà tôi cũng không đến mức chỉ một kích mà không chịu được. Hơn nữa tôi phải thẳng thắn mà nói cho cậu biết, lần trước tôi giúp cậu chẳng qua là đơn thuần muốn giúp cậu mà thôi. Nhưng lần này thì không phải như vậy. Dương Gia Lập ngẩng đầu. À, trong mắt Triệu Hướng Hải có một sự tính toán khôn khéo. Diệp Đình quả thật rất hung hãn trong việc cạnh tranh các hạng mục này. Hắn vẫn luôn tìm cơ hội để chèn ép tôi. Lần này tôi giúp cậu cũng là muốn dùng cậu làm một quân cờ, để hắn đừng có kiểu không biết kiêng nể ai, giống như chó điên cắn người không nhã. Dương Gia Lập đã hiểu được ý tứ của Triệu Hướng Hải, gật gật đầu. Triệu Hướng Hải nói, nếu như cậu đã nghĩ kỹ rồi, thì hãy trở về mà chuẩn bị cho thật tốt. Nửa tháng sau tôi sẽ đưa cậu rời đi. Có điều cậu phải cẩn thận. Diệp Đình người này tâm tư thủ đoạn rất lợi hại. Trong vòng nửa tháng này, cậu đừng đối đầu trực diện với hắn ta, để tránh bị hắn ta phát hiện ra điều gì bất thường. Dương Gia Lập bước ra khỏi gian phòng, không tìm thấy Lam Thiên ở cửa. Cậu nhíu mi bước xuống lầu, liền nhìn thấy Lam Thiên đang ngồi thu lu trong một góc, miệng đang cắn lấy ống hút, ra vẻ uể oải. Dương Gia Lập búng búng ngón tay cậu ta, hỏi, sao vậy? Lâm Thiên nhìn thấy Dương Gia Lập lắc đầu. Không có gì. Anh lén lút gặp mặt xong rồi đó hả? Vậy tôi chở anh về. Dương Gia Lập giật giật khóe môi. Cái gì mà lén lút gặp mặt? Tôi... Ây, thôi đi. Tóm lại sau khi trở về, chuyện tôi hôm nay gặp ai, cậu ngàn vạn lần đừng nói lại với Diệp Đình. Tôi sẽ không nói ra đâu. Lâm Thiên nhanh nhẹn lắc đầu. Tôi đứng về phía của anh mà. Nói rồi cậu ta lại dường như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Hơn nữa, đời này của tôi ghét nhất chính là những tên cẩu nam nhân tự cho rằng mình đúng.
Lâm Thiên chở Dương Gia Lập về đến nhà. Mới vừa mở cửa ra, Dương Gia Lập đã nhìn thấy Diệp Đình đang ngồi vững vàng ở trên ghế sofa. Diệp Đình có thói quen mặc áo sơ mi cùng quần tối màu, dáng người cao lớn cường tráng, khuôn mặt bẩm sinh đã rắn rỏi khỏe mạnh. Chỉ là vẻ bề ngoài dễ khiến cho người ta 10 phần cảm giác áp bách. Nghe thấy tiếng mở cửa, Diệp Đình ngẩng đầu lên khỏi tập văn kiện, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói hôm nay Lâm Thiên đưa em đi ra ngoài dạo. Đã đi đến những nơi nào? Đã gặp những ai? Đã làm những gì? Dương Gia Lập cầm chìa khóa trên tay dừng lại, bình tĩnh trả lời. Tôi ra ngoài đi dạo, cậu ta đưa tôi đi 2 vòng mà thôi. Thật sao? Diệp Đình cong cong khóe môi. Cục cưng, không được nói gạt tôi, nói dối sẽ bị phạt. Ngực Dương Gia Lập căng thẳng, nhanh chân bước vào phòng ngủ. Buổi tối trước lúc đi ngủ, Diệp Đình mạnh mẽ ôm lấy Dương Gia Lập bên người, nói là muốn cùng cậu xem một bộ phim điện ảnh. Diệp Đình ngắm Dương Gia Lập đang nhìn chằm chằm vào màn hình một cách chuyên chú, ngữ khí mềm mỏng đi không ít. Thời gian này uống thuốc cộng thêm trị liệu, hiệu quả không tồi. Em so với trước kia nhìn qua đã có tinh thần hơn nhiều, không còn mỗi ngày yếu ớt nữa. Khá tốt. Dương Gia Lập không lên tiếng. Cậu dựa vào trên lồng ngực rắn chắc của Diệp Đình, lắng nghe từng nhịp tim đang đập mạnh mẽ của Diệp Đình. Khi thấy hình ảnh hai nhân vật chính trong phim vì một lý do mà bị buộc phải chia xa, trong lòng Dương Gia Lập xúc động, nhịn không được hỏi Diệp Đình. Nếu có một ngày tôi rời khỏi anh sẽ làm như thế nào? Diệp Đình không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Sẽ không bao giờ có ngày này. Dương Gia Lập không chịu. Nếu như thật sự có thì sao? Nếu như có một ngày kia tôi thật sự... Ánh mắt Diệp Đình đột nhiên tối sầm xuống. Hắn bóp chặt cầm của Dương Gia Lập có chút không vui mà nói. Tư tưởng lại bắt đầu không thành thật. Dương Gia Lập nhíu nhíu mày. Diệp Đình dứt khoát chặn người lại, ánh mắt như một con sói. Cục cưng, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi đã nói, chỉ cần em an tâm ở lại cạnh tôi, cái gì tôi cũng đều có thể cho em. Nhưng nếu như em không chịu nghe lời, tôi không thể không sử dụng một chút biện pháp để khiến em không có cách nào rời xa tôi nữa. Tôi thông cảm cho tình trạng bệnh tình của em mới không đối xử với em như vậy. Diệp Đình hôn lên môi của Dương Gia Lập, khẽ thở dài. Cho nên, cục cưng à, em đừng ép tôi. Hết chương 59.